Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 6 tháng 9, tâm siêu bão số 3 đang ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 111,9 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam khoảng 105 km, cách Quảng Ninh khoảng 550 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong vòng 3 giờ tới, bão đi nhanh theo hướng Tây-Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Dự báo vào khoảng đêm nay, bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ giảm còn cấp 12-13, giật cấp 16. Sau đó bão sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền, khu vực phía Đông Bắc Bộ. Để phòng chống bão, các địa phương bị ảnh hưởng đang gấp rút triển khai các phương án ứng phó. Tính đến 6 giờ sáng nay, đã kiểm đếm hướng dẫn 51.319 tàu, 219.913 người, trong đó có 458 tàu, 2.341 người đang hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, giảm 826 tàu, 5.273 người. Cụ thể, Thái Bình 2 tàu, 19 người, Nam Định 42 tàu, 128 người, Thanh Hóa 268 tàu, 1.236 người, Nghệ An 27 tàu, 127 người, Quảng Bình 9 tàu, 56 người, Quảng Ngãi 107 tàu, 758 người, Bình Định 3 tàu và 17 người. Từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển. Dự kiến Quảng Ninh, Hải Phòng cấm biển từ 11 giờ trưa nay, Thanh Hóa cấm biển từ 12 giờ trưa nay, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An cấm biển từ 5 đến 6 giờ sáng nay, riêng Ninh Bình cấm biển từ 15 giờ chiều nay. Ngày 6 tháng 9, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết các chuyến tàu phà từ đất liền đi các đảo và quần đảo trên địa bàn tỉnh tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu. Cụ thể, bản tin thời tiết cùng ngày cho hay, do ảnh hưởng bão Yagi, bão số 3, thời tiết trên biển chuyển biến xấu, gió giật cấp 7 đến cấp 8, sóng cao từ 1,5 đến 3 mét. Do đó, để đảm bảo tính mạng và tài sản của hành khách, các chuyến tàu phà từ thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên đi thành phố Phú Quốc, đảo Nam Du và chiều ngược lại phải tạm ngừng hoạt động. Riêng tuyến thành phố Rạch Giá đi Hòn Sơn và ngược lại vẫn hoạt động bình thường. Theo bản tin dự báo, thời tiết tại vùng biển Kiên Giang và thành phố Phú Quốc nhiều mây, có mưa rào và dông rộng. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng từ 1,5 đến 3 mét. Trước đó, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa lớn, dông lốc, gió mạnh đã làm sập và tốc mái 4 căn nhà trên địa bàn huyện Gò Quao và huyện Vĩnh Thuận. Ngoài ra, một xà lan chở vật liệu xây dựng bị sóng đánh chìm tại vùng biển Hòn Tre, huyện Kiên Hải khiến 3 thuyền viên bị trôi giạt và đã được cứu sống. 10 giờ 15 phút trưa nay ngày 5 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão khi tiến gần đến đảo Hải Nam Trung Quốc, cách vịnh Bắc Bộ Việt Nam không xa. Theo đó, vào lúc 10 giờ, siêu bão số 3 đang ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp siêu bão, giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Theo quyết định số 18/2021, quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, thì siêu bão là cơn bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 16 trở lên. Ở cấp siêu bão sẽ có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tài lớn. Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng nay, cơ quan này bắt đầu phát tin bão khẩn cấp. Tin bão khẩn cấp được ban hành khi bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong vòng 48 giờ tới. Trước diễn biến của bão số 3, dự kiến vào chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và 27 địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ để triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện trên các tuyến đê biển, đê cửa sông, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 44 trọng điểm đê điều xung yếu cần đặc biệt lưu ý. Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống chịu với bão cấp 9 đến cấp 10, chiều trung bình 5%, nguy cơ cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12 đến 13, giật cấp 16, nguy cơ thiệt hại rất lớn vì vượt mức thiết kế. Do vậy, chiều ngày 4 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp
đã ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, yêu cầu triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó bão số 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, đặc biệt là các tuyến đê thường xảy ra sự cố khi có bão đổ bộ, các vị trí đê kè đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục. Đơn cử như đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh và sự cố sạt lở kè biển Thịnh Long trên tuyến đê biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Bên cạnh đó, còn có các công trình đê điều đang thi công dở dang, nhất là đối với các cống tiêu số 1, số 2 trên tuyến đê biển Hà Nam, tỉnh Quảng Ninh, các tuyến đê biển chưa được gia cố mặt đê, mái đê phía đồng, nguy cơ bị sạt lở khi sóng thần tràn qua, đơn cử như tuyến đê biển Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình. Trong đó phải khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các địa phương có tuyến đê biển, đê cửa sông bố trí sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Đối với các tuyến đê sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, khẩn trương gia cố các vị trí đê điều đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang để chủ động ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài do hoàn lưu của bão và vận hành điều tiết xả lũ của các hồ chứa có thể gây lũ trên hệ thống sông. Hải Phòng cẩu tàu thuyền lên bờ, thần tốc chống bão số 3. Đến ngày 5 tháng 9, huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã đưa hơn 100 phương tiện tàu thuyền lên bờ, sẵn sàng ứng phó với bão số 3 đang tiềm cận siêu bão. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, đến sáng nay, ngày 5 tháng 9, các lực lượng đã đưa 92 phương tiện tàu thuyền với 125 lao động lên bờ, 9 phương tiện đang đưa lên bờ, không có phương tiện đang hoạt động trên biển. 8 phương tiện tàu thuyền thuộc tỉnh thành khác đang neo đậu tại Âu Cảng, 135 phương tiện đang hoạt động cách đảo từ 1 đến 15 hải lý, theo quan sát của trạm radar 490 trên HQ. Hiện Ban Chỉ huy Giao động Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với trạm radar 490 tiếp tục liên lạc, thông báo, kêu gọi cho các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển Bạch Long Vĩ khẩn trương đưa phương tiện về nơi tránh bão an toàn. Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản nhân dân, nhất là phương tiện trên bờ, đường vào Âu Cảng. Ban quản lý cảng và khu neo đậu tàu chủ trì phối hợp lực lượng chức năng chuẩn bị sơ tán các hộ dân khu vực mép nước đường vào Âu Cảng khi có nhu cầu tại huyện đảo Cát Hải. Đến trưa cùng ngày, tổng số tàu thuyền tránh trú bão số 3 trên địa bàn là 750 phương tiện với 1.905 lao động. Tổng số cơ sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản trên địa bàn huyện là 123 cơ sở với 260 lao động. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện đang hướng dẫn các tổ chức cá nhân sắp xếp 10 bè dịch vụ du lịch vào nơi tránh trú an toàn, vận động 100% nhân dân trên các bè nuôi trồng thủy sản sơ tán về nhà tránh trú an toàn trước 12 giờ ngày 6 tháng 9. Đảo Cát Bà hiện còn hơn 2.000 du khách, trong đó phần lớn là khách quốc tế đang lưu trú. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã thông tin cho các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn và du khách lưu trú trên địa bàn về diễn biến của bão số 3. Còn tại cảng cá Ngọc Hải, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, đến trưa ngày 5 tháng 9, rất đông tàu thuyền đã về nơi neo đậu. Khoảng 200 khách du lịch đang lưu trú cũng đã được thông báo về diễn biến của bão số 3. Huyện Bạch Long Vĩ kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú. Nhiều tàu thuyền nhỏ được cẩu lên bờ để đảm bảo an toàn. Lãnh đạo huyện Bạch Long Vĩ cho biết, công tác phòng chống bão trên bờ được đảm bảo khi các kho cảng, bến bãi, nhà yếu đã được chặn chống. Ở dưới biển, chính quyền đã giúp người dân kéo các con thuyền nhỏ lên bờ. Lực lượng biên phòng cũng tham gia hỗ trợ, giúp nhân dân chặn buộc tàu thuyền trước khi kéo lên bờ. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện vào nơi an toàn. Đến 11 giờ trưa ngày 5 tháng 9, nhiều tàu thuyền ở Đồ Sơn đã về nơi tránh trú an toàn. Trước đó, vào ngày 4 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 3 Yagi năm 2024. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các sở ngành, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là,
chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn để đảm bảo an toàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kiểm đếm bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người trên các tàu thuyền, lồng bè, chợ canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt là khách du lịch trên biển và các đảo, giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!